đợi chị lo không. Nãy nay nó vô lần 5 người hả? Có vô vô hơi và chồng chị luôn nói sang đó rất là lớn nữa, còn vô qua này con nhưng mà làm 2 người. Rồi trước có vô 1 người rồi sang rồi sang vô thêm 1 người nữa, mới vô 1 người đó tại vì lo rồi. Đã có hơi mẹ con của bà dẫn bé nhỏ cũng đầy luôn. Thấy giường rồi chứ. Chuẩn bị gỡ mạc mà. À, gỡ mạc là có người lên chờ đó hả? Bụng bé lì. Chị nhìn thấy trên ta. Bé nó bữa đây bữa nghỉ mà. Mẹ dễ thương hả? Việc mới nhìn thoáng qua chứ chưa thấy kỹ luôn. Mở rồi xiết nó bị cô trơn là liền mà. Kỹ quá vậy. Bị cô biết chưa không biết mà. Để do đó. Đi ấy khóc cô mà. Sợ em không được không. Nhìn giống tiểu thư. Dạ, ngồi ghế đợi xíu. Má thương lên bì nha. Để dép bàn thương bì. Một trang đó hết người à. Trang đó hết người.
Có ai rảnh không? Nhờ rảnh quá. Yên nghe má không? Má cá, quà má cá. Hà cá. Ừ. Ừ, còn với mới nữa mà. Yên đâu quay? Yên đâu quay bỏ má ăn tủ. Ừ. Nghe lên. Chị ơi, rảnh xuống nhà làm khách nè, Trang đã hết giường rồi đúng không? Đây đây có giường, cho Lan đây một giường. Ờ à, rồi. Anh ơi, lên lầu đi anh. Lên lầu, mở cửa vô phòng luôn á. Em thấy tri cập mà. Mình thấy thoải mái là yên luôn. Anh chị ơi, chứ có quay, đừng có quay hết cái mặt em mất. Không, em quay mụn thôi, không thấy mặt đâu. Ừ, sợ chứ, nhiều người không ngờ đó kia. Mình phán to con mụn mà mình đâu thấy mệt hả? Thấy cầm điện thoại là nhiều người không thích. Ừ. Nhiều người thì lại thích. Quay để gì ở đây ngồi coi lại đó. Ừ. Bữa bà kia bắt đầu em hết hồn á. Xách cái điện thoại quay con bỏ cái, ủa quay vậy em? Kêu dạ em quay cục mụn thôi chứ em không quay cái mẹ đâu. Ai chị biết rồi, ý là để chị hỏi quay hả, để chị về chị coi lẹ mà. Lùm hết cậu.
Ngày nào cũng vậy.